Xin chào tất cả các bạn nha. Các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây là mẫu xe Honda Winner X phiên bản tiêu chuẩn phanh thường của năm 2022 với màu sắc trắng đen rất đẹp và được rất nhiều giới trẻ Việt Nam chúng ta quan tâm trong thời điểm hiện tại. Và điều đặc biệt hơn nữa là mức giá bán trong thời điểm cận Tết này lại cực kỳ tốt các bạn nha. Hạ cực sốc luôn với giá bán của dòng xe Honda Winner X. Và chỉ còn 7 ngày nữa thôi là tới Tết Nguyên đán của năm 2023 rồi. Và đại lý sẽ bán hết ngày 27 âm này, các bạn có thể lưu ý cho mình luôn. Với những bạn nào đang quan tâm muốn tìm mua, mình khuyên các bạn hãy nhanh chân đến với đại lý để có cho mình, sở hữu cho mình những mẫu xe Honda Winner X rất đẹp ở đây. Đây là một phiên bản tiêu chuẩn phanh thường màu trắng đen. Rất nhiều bạn yêu thích cái màu sắc này. Về cơ bản thì những cái phiên bản trang bị hệ thống phanh thường ấy lại có những cái màu sắc nhìn nổi trội hơn, đẹp hơn so với những cái phiên bản trang bị hệ thống phanh chống bó cứng ABS các bạn nha. Tùy theo sở thích của từng người, nhưng mình thấy rằng nhiều bạn để lại bình luận ở phần nhận xét cho mình đưa ra ý kiến là như vậy. Hiện tại phiên bản các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây có giá bán chỉ 31.900.000 đồng mà thôi. 31.900.000 đồng mà thôi các bạn nha. Giá bán đã bao gồm thuế VAT, chỉ chưa bao gồm đăng ký. Đăng ký thì các bạn cứ cộng thêm cho mình. Ở huyện đâu đó vào khoảng tầm 1.800.000, ở thành phố thì vào khoảng tầm 3.800.000 với mẫu xe Honda Winner X rất cụ thể và chi tiết như vậy. Các nội dung trên xe thì vẫn tương tự. Nó chỉ không được trang bị cổng sạc cũng như không được trang bị hệ thống phanh chống bó cứng ABS mà thôi. Còn lại tổng thể thiết kế là giống nhau các bạn nha. Trên các phiên bản thì mình có thể nói rất cụ thể chi tiết để các bạn có thể lưu tâm lưu ý thông qua video ngày hôm nay. 31.900.000 đồng, một mức giá bán cực kỳ rẻ. Và hiện tại các bạn mua mẫu xe này vẫn sẽ được tặng ngay chiếc điện thoại Samsung Galaxy A04s trị giá vào khoảng tầm gần 4 triệu, cụ thể là vào khoảng tầm 3.600.000 trong thời điểm hiện tại. Và chương trình được áp dụng tới ngày 21 tháng 1 của năm 2023. Rất ok các bạn, giá bán đã tốt rồi. Đi kèm với đó nữa, các bạn sẽ nhận được những món quà tặng hấp dẫn. Ngoài ra thì với mẫu xe này được áp dụng chương trình trả góp với lãi suất là 0,79%. Kèm theo nữa các bạn sẽ được nhận được ngay phiếu bốc thăm trúng thưởng. Các bạn quay dấu trúng thưởng, may mắn sẽ trúng được chiếc xe Honda SH350i hoặc chiếc xe Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn màu trắng của năm 2022. Các bạn lưu ý cho mình như vậy. Rất cụ thể và chi tiết các bạn nha. Với những bạn nào đang quan tâm, đến ngay trực tiếp với đại lý. Số điện thoại của đại lý là 0969188283. Sẽ được anh Thứ của Xuân Lai Châu tư vấn cụ thể gửi đến các bạn. Địa chỉ cụ thể 149 đường Trần Hưng Đạo, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu. Sẽ có cho mình, sở hữu cho mình mẫu xe Honda Winner X cực kỳ đẹp và cuốn hút. Để các bạn có thể biết rõ hơn về giá bán của các phiên bản còn lại thì mình có xin phép được báo thêm đến các bạn các phiên bản còn lại, kể cả từ sơn zin đến sơn độ, để các bạn có thể lưu tâm lưu ý hơn. Hiện tại phiên bản là cao cấp trang bị hệ thống phanh chống bó cứng ABS hiện nay có 3 màu sắc tùy chọn cho các bạn. Là phiên bản màu bạc nhám, đỏ nhám và đen nhám đang được bán nhỉnh hơn 1 triệu thôi. 32.900.000 đồng các bạn nha. Cực kỳ rẻ luôn. 32.900.000 đồng. Mình nghĩ rằng ấy, với số tiền 1 triệu các bạn bỏ ra, các bạn có thêm hệ thống phanh chống bó cứng ABS là cực kỳ an toàn hơn rồi. Kèm theo đó nữa là một số nội dung trên xe như lốp trang xin vân ngược này, hay là cái hệ thống sạc thiết bị thông minh này thì cực kỳ ok rồi. Tiếp theo nữa là phiên bản đường đua HRC của năm 2022 đang được bán với mức giá bán chỉ 34.800.000 đồng. 34.800.000 đồng các bạn nha. Còn HRC mới của năm 2023 với cặp mâm màu vàng đồng cực kỳ ấn tượng, giá bán vào khoảng tầm 36 đến 36.500 trong lúc này. Giá bán cực kỳ ok luôn. Số lượng hàng vẫn còn đầy đủ để anh em có thể thoải mái lựa chọn với các màu sắc sơn zin. Trong khi đó các phiên bản sơn độ, anh em nào quan tâm hoàn toàn có thể tham khảo. 37.200.000 đồng cho phiên bản sơn độ phanh thường, như cái màu sắc các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây. Muốn lên cho nó những cái màu sắc sơn độ cực kỳ ấn tượng như xanh lá cây, xanh dương đậm, hay những cái màu sắc xám xi măng, xanh xi măng, hay kể cả những màu vàng đen quấn hút cực kỳ ok, rồi petronat vân vân các bạn nha, thì chỉ 37.200.000. Còn những phiên bản mà được lên hệ thống phanh chống bó cứng ABS mà có sơn độ 3D thì giá là 38.500.000 các bạn nha. Rất cụ thể và chi tiết để các bạn có thể lưu tâm lưu ý cho mình. Toàn bộ giá bán mình cam kết gửi đến các bạn là đã bao gồm thuế VAT rồi, chỉ chưa bao gồm đăng ký mà thôi. Tiền đăng ký thì như mình đã báo gửi đến các bạn rồi, đâu đó vào khoảng tầm từ 1.800.000 đến 1.900.000 với các bạn hộ khẩu ở thành phố, ở huyện. Còn ở thành phố sẽ dao động trong khoảng tầm từ 3.800.000 đến 3.900.000 cho tiền đăng ký các bạn nha. Đặc biệt là một số những phiên bản sơn độ 3D tiền đăng ký nó sẽ cao hơn đôi chút so với những phiên bản màu sắc sơn zin ở đây. Bởi vì là đại lý sẽ làm hợp lệ cho các bạn giấy tờ một cách ok nhất.
như màu vàng đen thì trên giấy tờ sẽ là màu vàng đen, màu xanh đen sẽ là màu xanh đen các bạn nhé. Thì các bạn hoàn toàn lưu tâm lưu ý hơn, tại vì những cái bảng màu sắc cơ bản của các mẫu xe như các bạn đang theo dõi trên màn hình không có những cái phiên bản màu sắc đó. Đại lý phải làm giấy tờ hợp lệ cho các bạn để các bạn có thể lưu thông trên đường một cách ok nhất và thoải mái nhất. Để các bạn có thể lưu tâm lưu ý cho mình thông qua video ngày hôm nay. Và như mình đã nói rồi, chỉ còn một tuần nữa thôi, cụ thể là 7 ngày nữa là bước sang năm mới của năm 2023. Đại lý sẽ bán kết thúc vào tối ngày 27 tháng 12 của năm 2022 âm lịch các bạn nha, 27 âm. Anh em nào quan tâm đến trực tiếp trong thời gian còn lại, hôm nay đã là 23 rồi, còn 4 ngày nữa thôi, để các bạn có thể có cho mình, sở hữu cho mình những mẫu xe Honda Civic cực kỳ thể thao và phong cách để đi chơi trong dịp Tết này. Mình làm thêm một video nữa trên kênh Jesslog để các bạn có thể cập nhật thêm mức giá bán cụ thể, vì rất nhiều bạn hỏi mình thời điểm giá bán hiện tại như thế nào hả anh? Rồi top 5 có thể cập nhật sớm nhất những cái giá bán mới nhất không? Thì hiện tại trong thời điểm hiện tại thì mức giá bán vẫn duy trì các bạn nha. Từ ngày mùng 8 tháng 1 đến giờ, đến 21 tháng 1 giá bán vẫn duy trì tương tự như vậy, để các bạn có cho mình, sở hữu cho mình những mẫu xe cực kỳ ok và tốt nhất ở đây. Top 5 luôn cam kết tất cả những nội dung mình đưa ra đều có cơ sở và minh chứng 100% để các bạn cùng tham khảo thông qua video này. Cảm ơn này của mình, nếu các bạn nhớ like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh Giá Số Lốc các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.